Mến chào các bác anh chị và tất cả mọi người ạ. Kính chúc cả nhà mình có ngày mới mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cái nền nhà của cháu Chày mồ côi. Vừa qua thì có gia đình chú Long ở Đồng Nai và cô Loan ở bên Mỹ có ủng hộ cho cháu Chày ấy, cũng như là chú Thím là có chỗ mảnh đất để vài hôm nữa, có lẽ là khoảng tầm tuần hơn tuần nữa là mình sẽ tiến hành là đào nền cũng như là khởi công làm cái dự án làm nhà cho gia đình của cháu Chày mồ côi. Thì qua đây thì con cũng xin chân thành cảm ơn gia đình chú Long ở Đồng Nai và cô Loan ở bên Mỹ rất là nhiều. Và ngoài cái số tiền của chú Long và cô Loan thì ngoài ra thì gia đình cháu Chày ấy còn nhận được thêm những số tiền của các mạnh thường quân như sau, đã cùng nhau chung tay giúp đỡ ủng hộ. Thứ nhất là có cô Thủy ở Đà Lạt ủng hộ là 1 triệu đồng, có cô Tina Hà và cô Hồ Tuyền ở bên Mỹ ủng hộ là 10 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Lân ủng hộ là 500 ngàn đồng, cô giấu tên ủng hộ là 2 triệu đồng, em giấu tên ở Sài Gòn ủng hộ 500 ngàn đồng, gia đình thầy giáo Kính ở C3 Dương Xá Hà Nội ủng hộ là 400 ngàn đồng, anh giấu tên ở Bà Rịa Vũng Tàu ủng hộ 1 triệu đồng, cô giấu tên ở Na Uy ủng hộ là 1 triệu đồng, gia đình thầy giáo Kính ở C3 Dương Xá Hà Nội là 500 ngàn đồng, cô Loan ở bên Mỹ là 2.248.000 đồng, bác Nhi ở Mỹ ủng hộ là 11.340.000 đồng, bác ở Sao Đỏ Chí Linh Hải Dương ủng hộ 244.000 đồng, cô Lan Quế Trung ở California ủng hộ là mua dê, thì hiện tại là cũng đang trong cái tiến trình là tìm mua dê cho gia đình ạ. Gia đình thầy giáo Kính ở C3 Dương Xá Hà Nội là 400.000 đồng, và cuối cùng là có gia đình chú Long và cô Loan ở bên Mỹ. Em đã nói là chỗ mua đất này này, vừa qua thì cô chú có gửi tổng là 25 triệu, mình cũng đã mua đất đi hết là 20 triệu đồng rồi. Thì cô chú có dặn mình là sẽ hỗ trợ, tức là thấy cái chủ đất ấy cũng có khó khăn nghèo chứ cũng không liên quan gì đến cái chỗ mảnh đất là thuận mua vừa bán. Cô chú cũng nhấn mạnh là như vậy, cũng như là mình cũng nhấn mạnh như vậy nhé. Thì là cô có gửi ủng hộ chỗ chủ đất là 3 triệu, còn đâu 2 triệu để cho vào cái quỹ chỗ nhà cháu Chày này. Và thời gian sắp tới thì có lẽ ngày hôm nay hoặc là ngày mai thì cô chú sẽ gửi tổng cái số tiền rất là lớn, đó là 70 triệu đồng về để mà xây dựng cho gia đình cháu Chày. Và hiện tại là cái dự án chỗ cháu Chày này hiện tại là cũng có được gia đình chú Trứ với lại hai vợ chồng ấy là cũng đang đập đá ở ngay đây rồi, lấy đá để mà kè nền cũng như là mai mốt có cái máy nghiền bột đá của các cô bác anh chị hiện tại đang nằm ở trong chỗ thôn anh già này, mai mốt máy được rảnh thì có thể là lấy xuống dưới này làm cùng cái dự án mà cũng có mấy nhà làm cái chương trình đấy luôn đấy cô bác. Em Chứ đang đi làm ở đây và lấy cái đá này, thứ nhất kè nền này, thứ hai là cũng nghiền tí bột ra để xem là xây được chuồng trại gì cho con dê con bò gì không. Và nội dung ngày hôm nay thì có hai cái, một cái là của cháu Chày và tí nữa là sẽ dẫn cô bác anh chị là sang nhà Bí Thư Lành để xem cái cánh cửa của anh Daniel Bùi ở bên Úc. Anh có gửi ủng hộ cho em Lành là 10 triệu đồng, cái số tiền đó thì sẽ lắp cửa cho gia đình nhà em Lành, và cái cửa đó thì cũng đã lắp xong rồi cô bác nhé. Thì tí nữa mình sẽ sang bên đấy và đưa cái số tiền hỗ trợ của anh Daniel Bùi đến với lại em Lành Bí Thư. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang ngay bên này để theo dõi cái tình hình làm cái làm nhà cho cháu Chày mồ côi đã. Hiện tại là mọi người đang đập đá ở đây khá là đông. Ở đây không chỉ là cái chỗ của nhà cháu Chày đâu cô bác ơi. Tức là chú Thím ấy là cũng đợt trước đó là chỗ gia đình chú Long và cô Loan hay là cũng chưa nói về đấy cái vấn đề này thì cũng đã lên họp ở trên kia là cũng bảo là làm cái dự án chỗ Bắc Sơn ấy. Đấy. Nên là về sau này là cũng xuống dưới này đập đá rồi thì cũng đã lỡ đập rồi. Bây giờ là cũng không cần phải đóng gạch nữa mà cô chú là ủng hộ trực tiếp luôn đấy cô bác. Tức là không cần phải ấy nữa, nhưng mà cái chỗ này mình tận dụng vào cái việc khác. Xây chuồng trại đúng không? Xây kè. Kè đá nền với lại móng các thứ khá nhiều. Chào cả nhà nhá. Ồ, cái đá này mềm anh nhỉ? Đá này là mềm nhưng mà em nhìn cái đá này em biết ngay. Không có mềm gì mà. Bé bé hơn một tí nữa. Không mềm chứ, không mềm gì. Đồ gì không? Đá này mềm. Đến lùa thì khư đó. Đá này đá nung vôi luôn đấy anh già ơi. Vâng. Anh tin không? Đúng rồi. Đây này. Đá này xanh xanh. Ôi giời. Bên này đập đá được nhiều thế nhỉ? Vâng. Em thấy không phải ít đâu. Đây là cái chỗ đá của mấy ba nhà đấy hết à? Phải không? Nếp còn sao rồi? Trông chỗ à, trông. Ở dưới. Ở
Ồ, má có công như ta rồi. Đấy, có công. À, ba hộ gia đình cùng ba hộ cùng đây luôn. Nhiều ấy. Đây á, trên kia nữa. Đó là chỗ này có mấy hùng to ấy, khá là nhiều ấy. Chỗ này hình như là có trước có sẵn rồi hay sao anh? Không ạ, có sẵn ở bên kia. Đây à? Chỗ đấy là chỗ người ta đập đá để bán đúng không? Với lại bên kia là người ta đập để bán. À, đây đấy. Chỗ này là không phải, chỗ này là chỗ người ta là lấy đá ở đây đi ra ngoài kia sát bột đá để bán lại cho mình ấy, kiểu như thế. Đây các cô chú là cũng đến đây để phụ giúp lẫn nhau cũng khá là đông. Cô gái này, thanh niên. Chắc là chú Chứ ở ngay trên này rồi. Em chia sẻ đây một chút cô bác ạ, xong là tí nữa là em cũng lên chỗ nhà của Bí Thư Lành, cũng như là gửi tặng lại cái tấm lòng của anh Daniel Bùi ở bên Úc, là có gửi cho em lúa là cái nhà vệ sinh. Hiện nay là cũng đã lấy vật liệu rồi nhá, thưa anh Daniel Bùi. Riêng cái chỗ cánh cửa này là cũng đã hoàn thiện rồi. Đấy. Chỗ em Lành này, đợt đấy thì em có nhận được rất là nhiều quà. Cháu chào cô ạ. Ây da, mọi người cứ lên vắt vẻo ở trên này đập đá, di chuyển đi chỗ này cũng làm qua mấy hôm liền rồi, đâm ra là đi lại nó quang bẵng hết rồi. Ây da, chào cả nhà nhá. Vâng. Chào em nhé. Chào mọi người. Vất vả quá. Làm được căn nhà nhưng mà cũng vất vả. Nhưng mà cũng vất vả trong thời gian ngắn thôi. Thì sau này các cô chú hỗ trợ được cái căn nhà rồi thì cũng chỉ biết là lo làm ăn nữa thôi. Chứ không cần phải lo gì nhà cửa nữa cô bác ạ. Này vừa mót vừa đập vừa các kiểu luôn đúng không? Đá này mềm, đá này mềm. Em nhìn cái em biết ngay mà. Đây à, trưởng thôn già đến đây cái lại cầm búa ngay. Nhanh nhẹn rồi đấy. Nói chung là rất là nhiều các cô bác anh chị là khen ngợi đấy. Việc bà con cũng như là việc nhà mình vậy cô bác ạ. Nói chung là bác ấy là cũng cũng chịu khó. Nói chung là ai à, cô này lại còn về tận đây mót đá này. Đi mót từng cục à. Em gái là sinh năm bao nhiêu? 2000 à? Ừ. Mấy cháu rồi, mấy con rồi? Hả? Ba đứa rồi á? Hai à? Ừ. Thì cái này không có cái đôi giày thì đi nó an toàn hơn. Hai nghìn mà ba đứa con là cũng khá khá đấy nhỉ. À, hai cháu. Quên. Tí lại oan đấy. Chứ chịu khó thế. Chứ này cũng chịu khó lắm. Được không đây? Được, cô phải lên vai không? Không. Đá đây được cái là em thấy là nó có những thớ thớ này này anh già. Ngày xưa em còn nhớ là đi nhìn cái bột đá đầu tiên, lần đầu tiên ở chỗ thôn Chu Lủng kia em sợ khiếp đi được. Vâng. Ây da.
Ồ, ở đây là cũng nằm trong cái dự án là ba nhà kia thì như là ở dưới mình này giờ chưa có găng tay, chưa có đồ bảo hộ gì đâu phải không? Ừ, bởi vì là như thế này, ở dưới này là tức là có biết là người nào người đấy rồi, nhưng mà ý là mình là triển khai ở trên thôn anh già trước ấy cô bác, đâm ra là dưới này thì cũng ít để ý hơn, nhưng mà dù gì thì bà con cũng đã được đá ở đây rồi, nhưng mà chắc chắn rằng là ở trên kia sẽ làm trước cô bác nhé. Nhưng bà con đang được rảnh việc thì cứ đến đây để mà đập đá làm trước thôi. Nhưng mà mình cũng không ngờ là bà con cũng đông như thế này. Thì có lẽ là mai kia sẽ bớt thêm cái số tiền của ông bà Trần Đăng. Ông bà Trần Đăng là ủng hộ được 100 đô đấy. Hiện tại là đã chi đi hết là 1 triệu 150 nghìn. Ồ, cái máy nổ của mình không biết là xong chưa nhỉ? Máy nổ của bên trên bên chỗ Long ấy. Nếu mà xong thì máy xăng rồi đấy. Vâng. Máy khoan gì? Vâng. Xong thì lấy về khoan này này. Bột nở của mình vẫn còn đấy. Khoan xuống lỗ cái chỗ này xong thì hôm sau là về chỉ biết đập đá lấy đá không thôi. Vâng. Anh đập cẩn thận bắn hết vào chân đấy. Đá này mềm. Mềm mà. Đấy. Cái này dễ nhá. Anh nhớ phải ra cái tay này mà. Cái này là gõ vào đâu là nó vỡ hả? Dạ. Đây. Đây. Tay phải cầm đi, cầm một tay phải. Lát đi lát về chứ, thả lỏng ấy, tới đây phải lỏng chứ. Lỏng á? Đây. Đây lỏng, đây này. Đây là cầm. Đây, cái trên là cầm như vậy. Đấm thế nó khỏi thêm, phải thay về cho nhau. Có cái như thế này không lỏng, lỏng thôi. Cái này, có lỏng thôi. Phải chưa đấy? Phải mà, nhưng mà cần phải thẳng quá. Ây à? Đi đâu? Chơi được. Đây, cái đuôi này được rồi mà. Vẫn nứt rồi mà. Đấy. Nứt thôi đấy. Làm tiếp. Thế mọi người lắm. Nó không phải đơn giản là đập xuống không mà nó còn nảy lên nó kiểu ấy. Đúng rồi đấy. Không quen không vỡ. Chính ra là đập đá này cũng phải cần một cái nghệ thuật ấy. Mình không biết đập cũng không vỡ. Tắt mắt. Đó. Thank you.
Mình hãy đi một chỗ. Ok cô bác ạ, và bây giờ thì chúng mình sẽ sang bên nhà của em Lành cũng như là trao lại cái phần quà của anh Daniel Bùi cô bác nhé. Hiện tại là bà con cũng vào chập tối rồi, chắc là cũng tí nữa là cũng nghỉ thôi. Nhưng mà vẫn đang hăng hái lắm, đang đập đá đây thì em đang tính là mai là sẽ đưa cái phần quà của chỗ ông bà Trần Đăng là một này. Thứ hai là mình sẽ đi vào đây và nấu cho tổ bên dưới này ăn cơm một bữa. Bởi vì là vừa qua này cũng ở bên trên thôn Phiên Bung ấy, cái tổ ba nhà này là hiện tại là cũng đang đập đá được khoảng tầm 4-5 hôm rồi đấy, 4-5 hôm rồi. Thì trong đó là cũng có chỗ nhà chứ của cháu trai ấy cũng đập đá để chuẩn bị lấy cái đá để kè cái nền nhà mới này. Thì qua hiện nay là cũng vào thứ hai thứ ba thì chắc là qua tuần nó cũng sẽ triển khai về cái dự án này, đó là chỗ làm nhà cho gia đình chú trai này, chú chứ của cháu trai này. Em Lành hai hôm nay thì vắng mặt bởi vì là em Lành ấy có vợ bị ốm ở nhà chăm vợ các bác ạ, kiểu là con nhỏ ấy thì vợ ốm cái là cũng không đi được, ở nhà vừa trông vợ rồi con cái còn ăn học cơm cháo các thứ nữa. Ok, hiện tại thì mình đã đến trước cửa nhà của bí thư Lành rồi, đi vào hỏi thăm tình hình một chút về sức khỏe của chỗ vợ em Lành này. Các bác là cũng vừa đập đá xong là chắc là khả năng là cũng
chuẩn bị nghỉ luôn đấy. Linh ơi, ở đâu ấy? Ờ, chào em nhé. Rồi, vợ khỏi ốm chưa? Chưa anh, hôm nay vừa mới thấy đỡ tí. Đỡ một tí à? À, rồi rồi. Đây đây, chiếc cửa anh đây neo đây. Nhấc cái kia lên, hơi tối nhỉ? Vâng. Có điện chứ? Có, à, nhưng mà cái bóng bé, em lên bóng to ở trái rồi em lên lắp cái bé nó nhìn sáng. Được, anh già lắp à? Ai lắp ấy? Anh không ở nhà. Cho hai bà chú, à, bác thợ cụt tay ấy. À, bác cụt tay lắp được không? Ok không? Ok. Cái này là xuyên về tận trong này chứ? Vâng. À, bên đến, đến tầm đấy đấy. Nếu mà thế thì xong còn em còn bảo bác kia còn hạt thêm một hai cái chỗ hạt còn chọc cái kia là hạt thêm để giữ để chắc. À rồi rồi, ok, chắc chắn rồi. Ừ, cái này hay có mét 6 thôi. Cái này là màu cửa em lành, em tự chọn các bác ạ. Vừa rồi em tự ra em đặt đấy. Vâng, cũng được nhỉ. Được mà. Ừ. Nói chung là cũng chắc chắn nữa. Chắc. Hôm nọ bảo là không có cửa còn bị mất trộm ấy. Trộm. À, đấy, may mắn là cũng sau cái đấy thì anh Daniel anh có ủng hộ được hai cái cánh cửa này, còn hai cái cửa sổ nữa sang bên này đi. Bên ngoài này sáng hơn, đi vào trong nhà hơi tối một tí. Con chào bà. Nó chém mình luôn. Đây này có bác ơi, à, cũng như là anh Daniel có thể là nhìn thấy cái món quà anh gửi tặng cho gia đình em Lệnh đấy ạ. Lắp rồi nhưng mà cũng do là thời gian anh em đi lại thì cũng khá là mỗi nơi chỗ một nơi, hơi bận một chút nên là lúc lắp thì cũng không thể đi vào trong này để mà ghi hình cho anh Daniel được. Nhưng mà đại loại là đến hôm nay là cũng đã xong xuôi, thì trước đấy là không được như thế này đâu. Trước đấy là cái gì nhỉ? Gỗ. Cái này. Trước kia em lấy cái này, đều mất cái này không có cửa em lắm, nhưng từ lúc làm đến giờ là... Cái này tự chế hay sao? Vâng, cái này tự chế, cái này mua về xong em cáp, còn cái này từ... Tự đóng vào à? À. Nói chung là cũng hết thời rồi, cái này lại để cho nhà khác được mà. Vâng, cái này được. Nhiều nhà người ta không có ấy. Dòng tà với dòng đường ấy. Bên nào nữa? Cái hết rồi, anh cứ mó ấy đâu. Em có mó một cửa nhà, em có một cửa sổ với lại cửa này. Là cửa chính. Cái cửa chính với kia em mua cái cửa gỗ về là lại nó hơi bé, em phải đi giả xong mua cái để vừa cái kia. Cửa chính này. Vâng, cửa này em mua cửa gỗ, tức là trước em là gỗ ra xong là em mua cái gỗ về xong là cái gỗ về nhưng mà nó hỏng nhưng mà cái mớ ở trong này, cái mớ chưa lấy giả. À. Vâng, cái mớ. À, rồi. Cái này. Khóa rồi. Đi đường bên này. Em Lành có mua một cái cửa mới ở trong này. Lấy cái mới về nhưng mà... Thì không vừa à? Hơi bé. À. Vâng. Tức là cửa mới là vẫn chưa lắp được ấy, phải không? Chưa lắp được. Cái cửa mới là phải... Độ này cái mét 2, cái này nó bảo mét 2 nhưng mà chắc không phải mét 2. À, đây à. Đây là mét 1. Ồ, cái gỗ này đắt không anh? Đắt mà. Mỗi đắt hơn đấy à? 1.8 triệu. 1.8 triệu. Rẻ hơn cái sắt. Rẻ hơn sắt à? Vâng. Ừ, nếu mà cửa sắt thì làm gì... Cửa sắt này 1.75 m. Đấy là mình lấy tại xưởng. Đúng. Thế cái này tổng hai cái này là 1.8 triệu á? Vâng. Cho là cái này vào mấy mét nhỉ? Cái này vào chắc 2 nếu mà cho vào đấy chắc tầm 2 mét. Cái này phải 2 mét không ở. 2 mét tầm đấy. Không, tính mét vuông chứ không phải là tính mét cao. Rộng là 1 mét. Em nghĩ phải 3 mét. 3 mét đấy, bởi vì là cái chiều bao nhiêu? 22 tấm này là vào bao nhiêu? 2 tấm này là 1 mét 1 thôi. Bởi vì cái của em mét 2 là nó phải hở tờ này cơ. Ừ. Nó không thế là bắt nó đổi lại cho. Vâng, mình cái gì? Mình đi đổ lại kia rộng hơn một mấy. Anh tưởng em phải đi đặt cửa. Không, cái này người ta là sáng rồi. À. Vâng, có sẵn là về là coi như là định tính là cũng thay cái cửa này là bị hỏng hóc này đúng không? Vâng. Thay vào trước kia mất chỗ là vì cái này đấy. Thò tay vào xong là kéo cái thanh sắt. À, tức là người ta thò tay vào đây. Vâng. Xong là kéo cái này ra. Vâng. Kéo đấy là tối nay em của nhà xong là vợ lại không khóa cái này vào xong là chỉ ấy là. À, bây giờ là làm là khôn hơn rồi đúng không? Bây giờ là coi nhà tối ngủ phải buột cái này vào để kéo cũng được ấy. Không ngờ ở trên mình cũng hay có cái kiểu chụp vặn vặt vẹo này nhỉ. Đấy. Anh đây Neo Bùi đầu tư khá là nhiều đây. Đây là của ai nhỉ? Anh ai Lình nhỉ? Đây là anh đây. Đấy. Đấy. Bộ bàn ghế này, những cái cánh cửa này, cánh cửa kia thì tiếc hơi tiếc một tí là chưa lắp được thưa anh ạ. Cái kia là nó hơi bé chưa lắp được. Ừ. Cái kia là nếu mà tính ra là vào 1.8 triệu à? Vâng. Cái này không biết là bao nhiêu nhưng mà đại loại là anh Daniel là có ủng hộ mình 10 triệu thì hôm nay anh đến là anh cũng cứ bàn giao lại cho em 10 triệu nhá, để em là chi trả cho cánh cửa này thôi ha.
Ừ, ok. Còn cái cửa thì em với anh già đi đàm chưa giả đâu, lúc lấy về là bảo là đây tiền này em cầm em giả kiểu gì thì giả đúng không anh già? Như thế là em đỡ phải kê khai là 1 mét bao nhiêu cứ giao trực tiếp ấy. 1, 2, 3, 4, 5 phải được 6 mới đúng. Đếm sẵn rồi mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này đúng rồi. Đây mới đủ. Đây là 20 tờ nữa là 4 triệu. Vâng. Là tổng là 10 triệu. Anh đây nên ủng hộ mình 10 triệu mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Rồi. Có hôm nay là cũng nói chung là cánh cửa thì cũng chưa được lắp hết cô bác ạ. Nhưng mà tuy nhiên là em ấy cũng lấy về nhà rồi, nó hơi bị trục trặc một tí thì em đang chuẩn bị là đổi lại cái khung gọi là cái diện tích của cánh cửa ấy, đi đổi lại người ta. Nên là hôm nay là cũng nói chung là lắp được cái cánh này với lại cánh cửa sổ này rồi. Cửa sổ nhìn thế thôi cũng hơn triệu mà. Hơn triệu. Còn cái này thì 750 thì em nghĩ là cũng khoảng tầm 2 triệu hơn 2-3 triệu. Chắc là cũng còn dư ít nhỉ, được 1-2 bao gạo cho vợ. Có lời nào cảm ơn đến anh không? Vâng, không anh. Vâng. Sau đây là em lại cũng cảm ơn anh Daniel rất nhiều ạ. Em lần đầu tiên em được nhận cái bột bàn ghế em cũng thấy mừng và ấy rất nhiều rồi. Xong là anh lại vẫn tiếp tục ủng hộ em cái cửa chính và cái cửa sổ ấy. Sau đây em lại rất cảm ơn anh Daniel rất nhiều. Hôm nay là không ai vợ em lại ốm ấy, này không vào mà cảm ơn được anh một câu, nhưng mà em lại sẽ thay mặt vợ em cảm ơn anh rất nhiều và em chúc sức khỏe anh Daniel sức khỏe dồi dào và luôn luôn là gặt nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng vâng. Thay mặt đại gia đình của em Lành thì em cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các thành viên ở trong gia đình anh. Chúc gia đình mình mãi mãi luôn luôn vui vẻ hạnh phúc và sẽ đồng hành với kênh Em Linh Con Bé và các kênh thiện nguyện ở trên vùng cao nữa, để những cái bà con là tiếp tục nhận được những món quà rất là xứng đáng giống như là bí thư Lành ngày hôm nay. Và bí thư ấy là cũng cơ bản ấy là cũng vợ chồng cũng vẫn còn trẻ, nói chung là cơ hội cố gắng phấn đấu thì vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà được cái là bí thư Lành là cũng rất là chịu khó trong cái công cuộc cùng song song đồng hành với kênh Em Linh Văn Bé là sẽ đi giúp đỡ những bà con ở trên vùng cao ấy. Đâm ra là anh cũng thấy là em Lành này cũng có sự nhiệt huyết cố gắng nên là có tích cực, anh cũng đã ủng hộ về cho gia đình mình là những món quà như vậy rồi. Vâng. Cũng cảm ơn anh Daniel một lần nữa. Vâng. Chúc mừng em Lành nhé. Cảm ơn anh bé rất nhiều. Rồi, thế là vợ con là ốm mấy hôm rồi? Vợ em được 3 hôm rồi anh. 3 hôm à? Vâng. Em có một thuốc thang đầy đủ chứ? Ừ, em hôm nay em lấy cái thuốc để uống. Sáng em mới gọi anh bảo là chắc hôm nay em không tham gia được với anh em ấy. Thì em bảo là chắc hôm nay em nhờ cái anh hàng xóm lấy cái thuốc thang, xong vừa nãy về bác cái thuốc thang cho uống tận tầm giờ này không thấy ấy, em chắc. Nên cứ ở nhà cố gắng chăm vợ con đi. Bởi vì không những là có vợ mình mà có cả con mình nữa. Con này còn còn nhỏ ấy, đâm ra là cũng nhiều khi là mình đi đây đi đó thì con cái vợ mình đang ốm thì con không nấu cơm nấu cháo thứ cho con em mình đúng không? Như thế là cũng tuyệt vời rồi. Đấy, hôm nay là có các cô là hôm nay là dạo này cũng ăn cơm ở nhà mình đập giá ở đây ấy. Ừ, cái có 3 hộ ấy là vào ăn cơm chẳng qua là được. Hay hôm nay vậy lại ố làm lại nghĩ sợ thì lại chuyển sang nhà mới đi ăn. Trước đấy là vẫn ăn cơm nhà mình à? À, đang bảo là mai kia nếu mà vợ em lại khổ thì chắc vợ em cũng nấu cơm đây cho 3 hộ kia vào. Thế là gia đình mình là cũng hỗ trợ cùng gọi là nấu cơm ở đây luôn. Còn em thì em không ở nhà, em đi với anh em rồi thì vợ em là không đi giúp được ba hộ kia thì vợ em ở nhà nấu cơm cho ba hộ kia. Rồi ok. Có thế thì tuyệt vời quá nhỉ. Nói chung là cũng cùng nhau chung tay giúp sức thôi. Nói chung là bà con ở trong này nhiều hộ người ta cũng không có tiền, không có cái gì, tiền bạc không có, nhưng mà sức người thì cũng có. Là một, thứ hai là những cái tình cảm của bà con cũng luôn luôn đong đầy như vậy thì mình cũng thấy là rất là ok. Nói chung bà con cũng cứ tương trợ lẫn nhau như thế là một cái điều rất là tốt, mọi người rất là đáng ghi nhận. Một lần nữa chúc mừng em nhé. Em ok.
xem nhà mình là cũng bây giờ có thêm cánh cửa này là không sợ trộm nữa chứ. Còn cái cửa là rất là chắc rồi anh ạ. Và bây giờ chỉ có cái cửa gỗ kia, mai em đi thang em lắm lại ý kiến đấy là an toàn. Hôm nọ không biết em làm luôn cái cửa sắt cho nó ổn. Cái hôm trước thì em bảo là nó mà tháo cái kia thì hơi phức tạp đấy, em mới bảo là ra em đi lấy cái cửa gỗ về lắp lại. Cái kia thì nó với cái tướng kia thì em chỉ thay một cái cửa thôi, có cái không không phải thay nhưng mà em mua về thì lại bé hơn thì chắc đi đổ lại xong là em bảo sẽ có cái giọng bằng của em phải đo của em đi xong là em mua về mới vừa. Đây là nó có cái bản lề, nó có cái cây ở trên này đúng không? Cái cây gọi là cái lanh tô này. Kẹp cái cai vào. Cái này nếu mà muốn lắp cái này là phải dỡ về tận đây. Nếu mà tận đây sao ấy, trong này. Vâng, tầm đấy luôn anh ạ. Nếu mà lắp cửa sắt thì nó phải đập cái chỗ này ra thì mới làm được. Cửa sắt thì nó vĩnh viễn hơn, nhưng mà cửa này thì như là cũng được lâu lắm phải không? Được mà. Bền không anh Giả? Bền mà, cái này thì bền lắm mà. Cửa người ta làm rất là chắc chắn. Nói còn là cái kia chắc trước kia bị vỡ. Bị dơ xong là nó mới vỡ đi. Vỡ chỗ này. Xong em kể vào hai cái đanh là nó không chát hết xong là thò được tay ra. Ồ thì biết này thì hôm khác anh vào anh lấy hết. Đúng rồi. Giờ này thò vào đây nhờ, thò vào đây xong thì rút này kéo ra thôi. Vâng, kết rồi. Thế hôm nào là ở nhà là không có người nhà là tranh thủ anh vào xem có cái gì lấy được anh lấy. Ai à, Vĩ Tư Lĩnh được nhiều giấy khen ghê nhỉ. Có mấy cái. À đây này, còn cái món quà của chỗ chú Lúa này này. Tình hình hiện tại triển khai đến đâu rồi? Ước mơ của mình ấy, chỗ anh Daniel này ấy. Ngày kia sai. Là khởi công à? Vâng. Làm cái nhà vệ sinh đấy. Vâng. Anh ủng hộ chỗ em Lúa này là 20 triệu. Nên là hôm nào xây là khởi công gọi anh đến nhé. Vâng. Tiện thể là còn có cái số tiền của các cô bác là ủng hộ cho bố em nữa, là anh tiện hôm vào trong đấy là trao luôn một thẻ cho bố em. Vâng. Thì bố em là có chút tiền rau cỏ để mà bố đỡ hơn chưa? Đỡ. Đỡ này thế anh mừng rồi. Đảng viên à? Đây là kho và đảng. Thế là tiếng ảnh của trước. Đây là tập thể của thôn mình. Đại hộ. Của chi bộ của mình ấy anh, đây là chi bộ của lúc đầu em ấy. Chi bộ của đây là của thôn à? Của thôn, vâng, có tức là anh phó chủ tịch, anh chủ tịch và anh phó phó bí thư là người sinh hoạt của thôn ấy. Xong là lúc mình đại hội ấy là mình chụp ảnh để kỷ niệm thì có hai đồng chí, đây là phó bí thư, đây là chủ tịch ấy. Kỷ niệm. Vâng. Đây khen này, có thành tích diễn tập chiến đấu ai à? Cái này là cái năm em đi tập dân quân này. Ai à? Vâng. Cái này mới là ký của bên đảng. Có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo truy bắt đối tượng. À cái này kia giết người. Kia em người yêu em dở ấy. Tức là người yêu em dở vừa rồi những cái tháng 3 năm nay thôi các bác ạ. Vâng. Là em mình cũng có công đi theo ấy à? Vâng. Cái hôm đấy là em trực tiếp em đi với trưởng công an, đi với lại cấm tổ trưởng tổ công an tổ trưởng tổ kinh tế ở miền Bắc ấy, mà em trực tiếp lên trên cái han mà cái anh kia chu vào đấy, trốn vào đấy, xong rồi bảo em trực tiếp lên trên tít đồn luôn hả chắc. Bắt được luôn à? Bắt tối đấy đi là nó anh kia không ra, xong bảo em về ăn cơm tối lúc tầm 8 giờ lại đi mòn thì nó lại chu vào nhà anh trai nhà ăn cơm, rồi lại bắt tại nhà. Vâng. Rồi. Đây là bắt luôn tại trận đấy nhỉ. Vâng. Được, lấy khen luôn đúng không? Còn cái này đấy. Cái này là ký của cái bí thư chi bộ cái năm 2019 rồi. Cái này là ký bí thư. Có tờ này là hay, tờ này thì ít ai có. Vâng. Đây này, có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo truy bắt đối tượng trong vụ ấy đấy. Ngày 23 tháng 4. Bí thư chi bộ nhá. Anh không phải công an viên nhá. Bí thư chi bộ đấy. Đợt đấy em bí thư chi bộ thôn Lũng Lầu đấy. Em ấy mà. Bí thư chi bộ em đi bắt đấy là em là bí thư chi bộ đấy. Đây này. Xảy ra ngày 23 tháng 4 2021 này các bạn. Thôn Núng Lầu, Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang. Đấy là trong cái vụ mà chỗ hiện tại chỗ bác các vua vùng. Vâng, bác Giả Pó. Cái gì Giả Pó? Bác Thò Giả Pó mà đang hiện tại đang ở. Đang ở cái nhà kia. Ở chỗ nhà hoang ấy. Vâng. Thế nói chung là cũng chỗ đấy cũng sợ nhỉ. Sợ lắm, bây giờ chỗ đấy không có ai. Chỗ đấy không là có hành bóng người. Anh ở chắc anh không ở được. Không. Rồi bác ấy không có thì phải chịu ở đấy thôi chứ còn. Người ta anh em mình ở chắc không dám đâu nhỉ. Cũng ghê nói chung là lúc mới xảy ra mới sợ, đi ngang qua đấy còn sợ ấy chứ. Vâng, lúc vừa xảy ra kia tối đấy là tầm 5-6 giờ là đi qua một người mà kẻ đi xe thì cũng run run đi. Lúc mà còn chưa bắt được người nữa lúc đấy mới càng sợ thêm. Vâng. Nhưng mà về sau là cũng chỉ bắt được những đối tượng như thế là cũng
Hiện tại là cũng ổn rồi. Ừ. Hôm nay là cũng lên trao chóng vánh cái phần quà của mình thôi. Nói chung là cái cánh cửa này hôm nào lắp được gọi anh nhé. Anh đi ngang qua là ghi hình cho chỗ anh Daniel này, anh xem cho anh mừng. Hôm nay là cũng gọi là thấy hết rồi, nhưng mà mỗi cánh này là chưa lắp được. Ok. Chúc mừng em lần nữa. Ok. Vâng, vậy cái nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thước phim tại đây rồi. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn anh Daniel rất là nhiều. Cảm ơn gia đình chú Long, cô Loan ủng hộ cho cháu trai, và cảm ơn tập thể Mạnh Thường Quân ủng hộ cho nhà cháu trai. Cảm ơn tất tần tật các Mạnh Thường Quân từ trước giờ đã ủng hộ cho kênh em Linh Văn Bé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.